Alo, chào mọi người nha. Hôm nay mình xin quay test thử cái máy chiếc rót bình nè mọi người. Máy chiếc rót bình để đem về Lâm Đồng nha mọi người nha. Đó. Chiếc rót được bình cổ to, bình cổ nhỏ luôn. Vặn nắp luôn. Nó làm việc theo kiểu là nó tráng là tự động, coi như là có một người đứng rót rồi là bán tự động. Đó. Đầu tiên đây là cái khay này để tráng bình. Bộ phận chức năng của bình quên máy là có hai cái bầu này để làm ngọt nước. Hai cái bầu này mình bỏ mấy cái than nén ngọt nước vô nha. Đó. Tắt cái máy một chút. Than nén ngọt nước. Ở trên đây có cái bầu áp. Bầu áp với cái đèn tia cực tím. Đó. Nó có bầu áp với đèn tia cực tím để nó diệt khuẩn và nó tăng tốc rót. Rót nha, rất là nhanh. Ở dưới đây thì có một con bơm rất là mạnh, đi đường ống 60 và 49 nha mọi người nha. Đây là cái đường này là hai cái bình làm ngọt nước với một bình lọc tinh. Bình này làm ngọt nước nè, bình này lọc tinh. Đó. Ở đây là tráng nước thành phẩm, nước RO á, mình tráng để cho sạch cái bình trước khi rót. Đây là cái khâu rót và đây là khâu vặn nắp. Này cái cối này nó siết vặn nắp vô. Ở đây mình có chỉnh thời gian nè, chỉnh thời gian rót nhanh và chỉnh thời gian rót chậm. Nhưng mà rót chậm á, rót từ từ để cho nó gần đầy bình, nó rót từ từ lại để nó đỡ tràn ra mọi người. Đây có nhiều nút nè, nút tráng bình là thì đang để chế độ auto nè. Đó, tráng bình đang để chế độ auto. Bơm nguồn thì mình bật lên là chạy nè. Chiếc rót đang để auto luôn, siết nắp cũng đang để auto. Rồi đèn UV cũng đang để bật on lên. Đó, bật on lên cho đèn UV nó diệt khuẩn. Thì ở đây thì mình sẽ đầu tiên mình bỏ cái bình vô trong này và tráng. Đó. Đây là cái nước tráng tinh khiết nha mọi người nha. Tráng để sạch, để cho có cái gì trong bình đó thì nó sẽ chạy ra. Đây mình mở bơm lên. Mở bơm lên thì nó hút nước, thì cái đồng hồ áp nó lên, qua lên khoảng 2kg nha mọi người nha. Đó. Thì bắt đầu mình rót nè. Mình rót, đèn nó rót. Ở đây là đèn nó có cái đèn led để dạ sáng á. Đó. Rót. Rót là vừa đầy là nó ngắt nha mọi người nha. Vừa đầy nó ngắt, đó là đối với bình cổ nhỏ. Bình cổ nhỏ. Rồi. Còn bình cổ to thì như thế nào? Cổ to. Đó, vừa đầy nó cũng ngắt luôn nha mọi người nha. Xong rồi nó có một chức năng nữa là chức năng vặn nắp. Thì mình sẽ đặt cái nắp vô đây mình rà. Đó. Rà như thế này. Đặt nắp vô, đẩy qua. Mình đẩy bằng con lăn rất là nhẹ nha. Đẩy con lăn qua. Đẩy con lăn qua. Đẩy vô đây. Đó. Nó dặn ra xong rồi mọi người. Dặn cứng ngắt luôn. Dặn quá cứng luôn. Đó. Đây là cái bộ phận dặn nắp nha mọi người nha. Mình làm rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Đó, cái bộ vặn nắp này mình làm rất là dày dặn và rất là chắc chắn. Đó là bộ vặn nắp. Bộ rót. Rót một vòi thôi nhưng mà rót rất là nhanh. Mình chỉnh nó chỉ rót nhanh 3 giây và rót chậm là 8 giây là vừa đầy nha mọi người nha. Rót nhanh 3 giây, rót chậm là 8 giây. Đặc biệt là rót bình cổ nhỏ thì nó vừa đầy lại ngắt luôn. Rất là đơn giản. Máy thì rất là hiệu quả mà cũng giá thì giá thành rất là hợp lý, rất là rẻ mọi người nha. Nó có cái bộ phận làm ngọt nước nè. Bộ phận này mình bỏ mấy cái than ngọt nước vô. Than giá cũng rẻ lắm, chỉ hơn 170.000 cây à. Trong này một bình này nó có 5 cây than. Đó. Một bình như vậy là nó có 5 cái than là mình làm ngọt nước. Giờ mình đổ ra mình rót rồi mình làm lại cho mọi người xem. Bình cổ nhỏ này nó đổ nó hơi lâu chút.
mình đỏ vô đây mình tráng ha. Đó, tráng. Tráng xong rồi qua đây mình rót. Để có mình thử. Rót rất là nhanh. Rót lẹ cực kỳ luôn. Và đây là ngắt. Đó. Đây là ngắt nha mọi người nha. Đây là nó ngắt. Ngắt xong mình có cái nút đóng á, đó, đóng vô. Cái này là cái bình nút đóng, mình không có nút đó. Mình có cái bình không à. Mình không có cái nút. Còn cái này cái nắp lớn này, nắp lớn thì đưa vô đây dặn. Cái này cái nắp này nó dặn được nhiều bậc á. Phi cái nhỏ nhất là cái bình 5 gallon mà loại nắp dặn nè. Rồi tới cái bình 100, 110 đó, bình 90, 100, 110 luôn. Nhiều cỡ bình luôn nha mọi người nha. Cái này nó dặn được hết tất cả các loại cỡ bình luôn. Nắp này là đang là phi 100 nè. Phi 100 nhỏ. Có loại 110, 190 nữa. Đó. Rồi cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh của mình nha. Máy thì chạy rất là hiệu quả luôn á. Chạy điện một pha. Chạy điện một pha 22 nha mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh của mình. Chào tạm biệt mọi người.